Một quan chức cấp cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed mới đây cho biết có thể sẽ cần tăng thêm lãi suất để làm giảm lạm phát hơn nữa. Phát biểu được đưa ra ngay sau khi các nhà hoạch định chính sách của Fed nâng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2001. Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết bà ủng hộ quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, cơ quan hoạch định chính sách của Fed về việc tăng lãi suất vào tháng 7 vừa qua do số liệu kinh tế mạnh và lạm phát vẫn tăng. Bà cũng cho rằng việc tăng lãi suất bổ sung có thể sẽ cần thiết để đưa lạm phát giảm xuống mức mục tiêu 2%. Hôm 4 tháng 8, báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ cho thấy hoạt động tuyển dụng tại nền kinh tế số 1 thế giới đã tiến triển chậm lại, nhưng tiền lương vẫn tăng mạnh. Trong tháng 7 vừa qua, đã có thêm 187.000 việc làm được tạo ra, tuy nhiên mức lương vẫn tăng nhẹ 0,4%. Bà Bowman cũng cho biết Fed sẽ tập trung vào các dấu hiệu chi tiêu tiêu dùng giảm đi, cũng như việc tuyển dụng lao động đang có dấu hiệu chậm lại. Đội ngũ của Fed cũng sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo thị trường lao động của Mỹ trong tháng này, cùng với các chỉ số lạm phát sắp tới, trước khi đưa ra quyết định về lãi suất tiếp theo vào cuối tháng 9.